Trời ơi thương nha. Cảm ơn em. Cố lên con nha. Theo quy định tại Nghệ An, người trở về quê tránh dịch sẽ phải đi thẳng tới khu cách ly tập trung. Chính vì vậy, có những ông bố, bà mẹ vì quá nhớ con nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn đoàn đi qua, như trường hợp được TikToker BT chia sẻ. Trong video, cả gia đình nhỏ đứng trước cửa để chờ đoàn từ Sài Gòn hồi hương đi qua. Được biết, con trai của họ cũng tham gia chuyến đi này, kèm theo clip đầy xúc động là dòng trạng thái: chặng đường 1.400 km từ Sài Gòn về Nghệ An của em trai. Từng giờ từng phút, cả nhà mong chờ sợ hãi. Bố mẹ ngồi trước cửa chờ em đi qua nhà mà thương. Có lẽ bố và mẹ vì quá nhớ con nên chỉ còn cách tranh thủ nhìn một lát. Khi thấy con gần đến, cả gia đình nhỏ không khỏi phấn khởi háo hức. Thậm chí người mẹ vừa thấy hình dáng con đã vội hét thật to cảm ơn công an rồi gửi lời động viên. Cố lên con nhé. Cảm ơn em. Đoạn video dù chỉ mới đăng tải nhưng đã thu về hàng chục nghìn lượt theo dõi và bình luận. Cư dân mạng không khỏi cảm động trước tình cảm bố mẹ dành cho con. Chắc hẳn họ đã rất lo lắng, nhớ nhung, đồng thời mong rằng chàng trai sẽ sớm hoàn thành cách ly để đoàn tụ cùng gia đình. Chỉ có bố mẹ mới yêu thương con nhiều đến như vậy. Mong anh cách ly xong, xét nghiệm âm tính để bố mẹ không phải lo lắng nhiều. Nghe bác nói câu cố lên con nhé mà rơi nước mắt, muốn xà vào lòng bố mẹ lắm đó, nhưng phải đi thẳng về khu cách ly. Nhớ con nhưng vẫn không quên cảm ơn anh công an rồi mới động viên con cố lên, người mẹ tuyệt vời. Còn bạn thấy sao về điều này? Hãy chia sẻ cùng Sài Gòn TV nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh Sài Gòn TV để nghe những tin tức nổi bật mỗi ngày.